Xin chào tất cả các anh chị, các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Đặng Kim Ba. Thì hôm nay Kim Ba làm video và có lời cảm ơn rất là chân thành đến những anh chị đang là hội viên, đã đăng ký là hội viên của kênh YouTube Đặng Kim Ba. Đây là một tính năng khá là thú vị dành cho những người mà yêu mến, muốn ủng hộ để Kim Ba có được thêm cái động lực, ngân sách để mình tiếp tục xây dựng các video, những cái giáo trình cũng như để vận hành được kênh YouTube của mình. Thì Kim Ba xin cảm ơn đến tại vì mọi người hay để nickname, nhưng là các bạn không biết là anh chị là nam hay nữ thì cứ gọi là những người bạn cho thân thiết được không mọi người? Anh em, người bạn là Phan Quốc Bảo này, Nguyễn Tuấn Anh này, Nguyễn Kim Cương này, và một bạn có tên tiếng Trung thì các bạn không biết phát âm như thế nào cả. Thùy Dung Hoàng, bé Juni và Trần Diễm Huyền. Đây là những hội viên đang đăng ký trên kênh YouTube của Kim Ba. Thì Kim Ba rất là chân thành cảm ơn sự cổ vũ tinh thần của mọi người với một phí vô cùng nhỏ, nhưng nó làm cái động lực để mình có thể tiếp tục xây dựng trong những thời gian tới. Và những ai đang là hội viên thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có những cái bộ giáo án. Kim Ba có những bộ giáo án riêng, dành riêng cho mọi người, và có những cái video được dành riêng cho những hội viên trên kênh YouTube. Bản thân kênh YouTube Kim Ba thì cũng phần lớn các video trên kênh YouTube, phần lớn các video bài tập thì Kim Ba đã tắt tính năng quảng cáo ở giữa đi. Cũng có một số yếu tố là không thể tắt hết được, vì nếu mà tắt hết thì kênh nó cũng không được sắc ghép, nó có nhiều yếu tố liên quan đến việc đằng sau. Thì Kim Ba đã tắt các nội dung quảng cáo ở giữa để mọi người có sự trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên cũng thi thoảng có một số video thì mọi người thông cảm là lần hồi bé, hồi mới làm kênh ấy thì không biết, nên là mình sử dụng nhạc của họ hoặc là sử dụng hình ảnh, thì bây giờ họ bật quảng cáo lên thì mình không có cái quyền đấy, nên là quyền bản quyền nhạc, nên là họ tự động họ bật tất cả cái video như video mà mình không mua, nên là về sau mình mới có ngân sách, sau đó mình mới mua nhạc bản quyền riêng thì mình mới tắt được. Và khi mà đã tắt phần ở giữa để mọi người có trải nghiệm. Nhưng mà nếu mọi người là hội viên ở kênh thì mọi người sẽ xem được nhiều video khác nữa, đặc biệt các video mà trả phí thì cũng được public trong cái mục gọi là hội viên, với chi phí gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh 50.000 một tháng. Thì các anh chị mà không biết cách đăng ký thì cũng không sao cả. Còn nếu mà muốn đăng ký thì Kim Ba có thể gửi đường link ở bên dưới để mọi người biết cách để đăng ký donate hàng tháng. Và dĩ nhiên thì cũng có một số anh chị trong thời gian trước đã đăng ký, thì Kim Ba gửi lời chân thành đến mọi người và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh YouTube của Đặng Kim Ba. Mọi người có giây phút tập luyện vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn và lan truyền chia sẻ những bài tập này đến những người bạn xung quanh. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video trong thời gian tới. Xin chào.